Hello quý vị và các bạn, video tiếp theo thì Tiến Vy cũng muốn tháo hai chiếc loa phút ra để so sánh về củ loa bát và thùng loa nha bác nhé. Thì video trước thì Tiến Vy đã test chất âm rồi, để các bác thấy cái loa nào hay các bác có comment xuống xem để cho các bác chơi sau để được biết cái quả phút nào hay và không hay bác nhé. Hư thì không hư, hay không hay thì được bác. Đấy thì trước mắt quý vị đây là em đã tháo hết rồi, đỡ mất đợi lâu. Đây là chiếc VTX118S và đây là chiếc 4718 A32. Thì trong phân khúc này thì là cái loa JBL 2043 mã số cũ G 4 ohm. Đấy. Loa này loa sản xuất tại China các nhá. Đấy, nói chung là Pila, Mexico, SI vẫn là một thôi. Còn các bác quan niệm là nó khác nhau không phải đâu. Các bác xem cái mã vạch ạ, các bác xem đây này. Có theo những Mexico nó có mang vạch như này nha, bác xem đầu đít giống nhau không nha. Còn đây là thùng giấy không nha, thùng giấy giấy nên từ cái này là từ 17 phôn 75 19 đấy, 19 đấy, 19 cũng từ 19 của 15. Còn đây đó là model là 2041G 4 ohm USA, thì cái này đã sản xuất tại Mỹ là từ 220 của 100. Đây. Thùng này là thùng gỗ nha, gỗ bạch dương ấy. Đấy, bông tiêu âm màu vàng. Thì là trong những cái phân khúc vòng này thì nó cao cấp hơn rồi, vòng này đắt tiền hơn, nó cao cấp hơn. Đấy, video trước em báo giá luôn rồi. Thì đây là những cái chiếc phút bộc lỉ hết đời 4 số và đời 3 số là đời bộc lỉ. Đây đã bị mốc và bị keo dính vào này, không ảnh hưởng gì nhá, còn loa nó nhìn mới tinh rồi. Thì giá của những quả loa này thì nó chênh lệch nhau cũng tương đối. Nếu như quả VTX118S của bên China này thì tại bên Tiến Vy là bán giá 9 triệu một quả thôi nha. Còn đây là quả 4718A32 từ 220 cùng 100, thì hiện tại bây giờ bên Tiến Vy đang bán giá là 11 triệu tại nhà, 11 triệu là tại cửa hàng chưa bao ship đó, giá chưa đồng rẻ thôi các bạn. Còn cái này em nói thật luôn các bác là Mexico này, Quyết A China này, nó vẫn là một, nó vẫn là tập đoàn của Hangman sản xuất nhé mọi nha. Đây những cái nhà máy tập đoàn Hangman nó là sản xuất tại bên Trung Quốc thì bắt buộc là nó phải Made in China. Đấy, các bác đừng có quan niệm là Mexico hơn một cái chữ Mexico hay là hơn một cái chữ Quyết A mà các bác mua đắt hơn là 5-7 triệu, rất lãng phí tiền. Đấy khẳng định bác luôn nhé. Còn chất âm của nó đã được khẳng định rồi, đã tập đoàn rồi, đã được xuất sang các nước khác rồi, qua EU nhất là có kiểm tra cực ngặt mới được xuất đi coi nha, chứ không có phải là cái hàng tàu nhái anh em đặt bán rẻ như hàng mới bây giờ là vài triệu, 2-3 triệu quả, không phải đâu. Đây là hàng chính hãng của tập đoàn Hangman. Đó là số CD mã vạch. Không khác gì đâu, cái thùng nhưng không khác một cái gì cả. Hay mang loa, đây loa này nó như mới tinh rồi. Em để còn kê đẩy ra trước đây. Nó như mới tinh. Các bạn không phải lăn tăn một vấn đề gì mà giá nó vô cùng hợp lý thôi, có 9 triệu thôi. Trước có hai quả mã một quả trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nhưng bác nào hiểu thì mua ngay, còn nhiều cũng bác không hiểu thì cứ phải là USA là mình cô tôi mua. Còn đây tiếng mình khẳng định nó như nhau 100% nha bác nhá. Cho các bác so sánh chất âm luôn. Nếu mà quả là USA hay là quả Mexico hay hơn, em kỷ niệm quả này luôn cho các bác. Tại vì tâm lý người dân Việt Nam mình ấy, là cứ thích cái chữ đấy để đắt thêm mấy triệu nữa. Khó lắm. Đây, còn những cái cục này còn làm đây, cái này luôn này. Mã này, VTX118S này. Đấy. Đây này, cái chữ Bastel tập đoàn Hamann này. Vẫn chuyện chìm ở gỗ đúng không này. Quay tối quá, cái video trước Tiến Vy tháo ra quay đấy, các bác nhìn rồi đấy. Đó là Hangman.
thì đã là 9 triệu rồi. Còn những cái cỏ này của nó là giá 11 triệu thì mình còn rất nhiều. Hàng đang về biên đã chưa thông nên là cũng còn gần chục quả nữa. Đây nha các bạn. Các bác thích lấy quả nào chị đây lấy, em lấy quả đấy các bác. Đã vô cùng có 11 triệu một quả tại nhà thôi. Ngày xưa các bác mua phải 25 triệu một cặp, 12 triệu một quả. Côn của con này nó là côn 100. Đấy, tiếng rất bạo lực. Ví dụ bác chơi phòng 30 35 m2 là rất ok. Còn nếu mà những cái loại VX này các bác chơi phòng 30 m2 là thấy đuối. VX 118S này bác chơi vòng 20 phòng 20 m2 cho đến 25 m2. Đấy. Còn nếu mà súp 4718A này các bác chơi phòng từ 30 cho đến 35 m2. Đấy, là các bác chơi thì nó vừa đủ phòng, không thừa không thiếu. Chứ nếu mà những cái VX này các bác cho vào phòng 35 m2 thì 100 đói súp nhiều. Đói cực đói luôn. Tại vì chúng em đi lắp phòng rất biết mà, phòng 3m2, 2m2 biết ngay. Và nói chung là súp mình cứ chơi cho cái loại từ 220 cùng 100, nó lực khỏe hơn. Và bác là thích nghe nhẹ nha, du dưa thì nghe chơi từ nhỏ đấy. Thì giá thành thì em báo luôn rồi đấy, VX 9 triệu, 4718A, 11 triệu tại nhà đấy. Còn nếu bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ sớm với tín pin. Đeo số điện thoại là 0948 388 448. Khi nhắc này là 0948 388 448. Tiến đến bia ở tổ 3 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đấy các bác nhìn chất lượng này. Một đằng là thùng giấy này. Đấy. Một đằng thùng gỗ này. Đấy. Nó khác nhau rất nhiều nha. Bác đã biết thì nói qua chỉ hôm nay. Và nhiều bác chưa va chạm thì em phải nói phân tích cho bác hết. Thùng giấy và thùng gỗ. Đời cao, đời thấp, một từ to, một từ nhỏ, chưa phòng 3m2 là phải tư vấn cho các bác. Đấy. Vâng, nếu các bác thấy video hay bấm like chia sẻ cho TVB. Vâng, bây giờ xin chào tất cả quý vị và quý bạn.